Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Kali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình ủng hộ cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ bao lâu nay, mời quý vị ha. Và hơn thế nữa, trước khi đi vào vấn đề bên trong thì có một câu nói mà rất nhiều người ta hay nói như thế này: con ruột, con nuôi, nó không thành là cái vấn đề gì nữa. Con hợp pháp trên giấy tờ là ok. Con hợp pháp là ok. Ha, như vậy đi. Cho nó dễ tính đi các bạn ha. Còn Thượng Phương Bảo Kiếm ấy thì để dành cho Nguyên Vũ và Hồng Ni giữ đi. Chừng nào tới cái đoạn cuối cùng mà chúng ta cần đem ra để xử trảm những tên gian thần, những tên nịnh thần, những tên xảo biện, những tên mà ác tâm, vô đạo đức thì mới lấy cái Thượng Phương Bảo Kiếm nó ra sử dụng. Còn bây giờ thì chưa cần thiết tới. Dầu gì đi nữa thì tôi biết bản chất của cô công chúa này cũng không đến nỗi phải mà dùng tới cái tuyệt tình đó đâu. Nhưng mà những người xung quanh của cô ta thì nó có rất nhiều. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tại sao mà nhiều người nói rằng phải trả lại cái bàn thờ này ha. Rồi vấn đề mà tiền BH Media của anh hai bàn thờ. Bây giờ tôi gọi là anh hai bàn thờ luôn cho rồi đi. Và có nhiều vấn đề ở bên trong lắm. Rồi anh hai bàn thờ share cái bài, những bài của cái tên Phạm Phúc Lùng. À, cái điểm này hay nè các bạn. Phạm Phúc nó gặp nhau với nhau. Phạm Phúc Lùng sẽ gặp hai bàn thờ lùng. Nói thật chứ các bạn thì anh hai bàn thờ thì đứng chắc cũng bằng bằng với là cái tên Phạm Phúc hai, bởi vì lùng nó gặp lùng với nhau thì sâu nào thì rau đó. Mà một người nghệ sĩ có được cũng phải làm việc chắc lao động cũng khá, và nhờ sự móc nối ơn nghĩa của ba Vũ Linh mới được có cái tên là nghệ sĩ ưu tú, mà bây giờ lại thông đồng cấu kết cái share bài của một tên Phạm Phúc Lùng. Mà cái tên này nó chửi em của mình gần một năm nay, sau khi nó quay xe nó kiếm lợi ích không được, nó làm đại lý mỹ phẩm của Hồng Loan không được, nó không còn thông tin gì hết, rồi nó quay xe lại nó chửi em mình gần cả năm nay thì mình không biết cái gì trơn á. Mình không biết gì trên cái anh hai bàn thờ này nó cái hay các bạn. Cái lúc mà không biết á, cần không biết á, thì không biết gì hết. Hồng Loan nhắn tin cũng không biết, Má Tư nhắn tin cũng không biết, bận lắm. Nhưng mà ai nó động tới biết liền à, lẹ lắm. Và cái tên Phản Phúc này chửi em mình cả năm nay thì không biết gì trên, nhưng mà mới mấy ngày lấy cái bài của tên Phản Phúc này share liền. Tưởng đâu là sẽ có sự thông cảm và sự ủng hộ của khán giả. Ai ngờ đâu hàng trăm ngàn khán giả vào trong đó xem, rồi xong xuôi người ta chửi tơi bời qua lá, chửi lên bờ xuống ruộng luôn. Một người nghệ sĩ không có nhân cách và nhân phẩm khi lấy một cái bài của một cái tên gọi là Phản Phúc đó các bạn. Mà cái tên này đã ăn đơn rất nhiều người, từ Hồng Loan cho tới bà Sáu, ở bên nào hắn cũng bị ăn đơn hết. Rồi kẻ thù số 1 của bà Sáu á, tại vì dám động chạm đến người yêu bé nhỏ bên Pháp của bà Sáu. Cho nên bà Sáu đâu có tha thứ được. Đừng nói là đi cửa sau với bà Sáu bắt tay không có đâu. Bà ấy đưa cái đoạn ghi âm lên trên mạng xã hội để cho người ta biết luôn. Cái gì mà không biết mắc cỡ đó các bạn. Thật ra những cái người mà đi nói lén người ta, hay hoặc là gọi bên kia để bắt tay hay mang, hoặc những người mà làm những cái chuyện mà ám đó các bạn, mà khi bị tung tin lên, bị tung cái âm lên các bạn, thật ra nếu mà một con người mà người ta biết tôn trọng bản thân người ta đó các bạn, còn một chút xíu liêm sĩ đó, thì người ta sẽ đào một cái lỗ nào đó, người ta chui xuống dưới và người ta ẩn cư. Còn những người này họ rất là trơ trẽn, họ coi những cái việc đó nó không có là cái gì trên á. Họ sống muôn mặt lắm, cũng giống như là anh hai bàn thờ đúng gì đó. Khi mà đoạn ghi âm ra được phát tán rồi á,
đáng lẽ là người ta là phải tu luôn á, ẩn luôn các bạn. Ý tôi muốn nói tu ở đây có nghĩa là mình không lên trên mạng xã hội làm những cái chuyện lố bịch nữa. Nhưng mà không, càng PR cho mình càng cố tạo ra là ổn, nhưng thực ra là không có ổn. Từ kinh tế nè, từ cái chuyện tình cảm nè, từ chuyện trong gia đình nè, đều bất ổn hết. Tóm lại là anh hai lùng bàn thờ và cái cậu mà phản phúc lùng này chơi với nhau rất đúng lắm. Còn le le thì chơi chung với lại cái cô tạ mở thừa, cài view cho bên kia. À, còn anh hai bàn thờ thì cài view cho cậu phản phúc lùng này. Tôi thấy một người nghệ sĩ mà đi share cái bài của một người đã bị ăn đơn nhiều người, luôn cả ăn đơn mạnh nhất đó nghe, là của ông Dũng Lò Vôi, của CEO Đại Nam đó các bạn. Từ từ thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi dám chắc với các bạn, trong tương lai thì cái tên Phạm Phúc Lùng này sẽ bị trừng phạt cho coi. Và ý tôi nói, nếu mà luật trời không chưa trừng phạt hắn thì cũng sẽ bị luật pháp Việt Nam trừng phạt. Với cái vụ án mà quay xe kiếm nhà nghỉ làm chết người ở Càng Long Trà Vinh, nó còn gây ám ảnh cho gia đình người ta rất là nhiều. Nhưng mà hắn thì lại tự tại vì được có tiền mà chạy án. Hắn chạy án và đền bù cho người mà nạn nhân đấy bằng một số tiền, cho nên hắn mới được tự tại như vậy. Nhưng mà cái án treo này á, nó còn, hắn đâu có được đi đâu đâu các bạn thấy không, hắn không có đi đâu, nhưng hình như ở cái chỉ lẩn quẩn trong đó thôi à. Và hắn cũng không có dám đi đâu nữa. Tôi dám nói với các bạn, bây giờ hắn nói là hắn lợi quán cà phê đó, hay là lợi cái một cái chỗ khách sạn nào đó, hay chỗ nào đó để livestream coi, thì sẽ biết hậu quả liền. Cái kết nó đắng lắm. Anh hai đi lấy một cái bài của một cái tên như vậy, đi lên share trong cái Facebook của mình, bị chửi kinh khủng luôn, bị chửi cái bằng là khoảng hồn, đỡ bài xuống liền. Nhưng mà gỡ hay không gỡ thì cũng vậy, bây giờ người ta thấy trái nhà thì lòi ra cái mặt chuột. Người ta chửi con gái của ba nuôi mình một năm trời thì không biết, mà mới mấy ngày mình quay xe, mình cạch mặt thì lại mình lấy cái bài của một người kẻ thù của em gái mình lên xem. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của họ đó các bạn. Râu nào sau đó. Một tên phản phúc cộng thêm một tên phản phúc nữa. Phải nói thật sự Hồng Loan cũng khổ với những cái nhân vật này, tới để kiếm lợi không. Các bạn nghĩ coi anh hai bàn thờ này tới với Hồng Loan có lợi hay là không có lợi? Toàn là lợi ích không đó. Đi lên trên ngôi mộ của nghệ sĩ mà bảo Hồng Loan phải lấy cái giấy hợp đồng có chữ ký của Hồng Phượng để chứng minh rằng mình không phải là ăn trên xác của ba mình. Muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng đó là cô Hồng Phượng chứ không phải là mình. Vâng. PR cho bản thân mình. Mời quý vị ly trà. Dẫn em mình vô phim trường thâu phim MV, toàn là triệu view không à. Nhưng mà tiền thì anh hai bỏ túi, lên trên mạng xã hội thì kể ơn là dẫn em mình đi hát, tập cho em mình mua quần áo. Bao nhiêu tiền vậy anh hai? Có trả công cho em mình không vậy? Nhờ có em mình á mới được triệu view. Nói một cái này nè cho nghe. Coi lại tất cả những cái bài hát của mình đăng một năm, hai năm, mấy năm nay các em, trước khi mà cố nghệ sĩ nằm xuống, nói là nói thật lòng luôn, trước khi mà cố nghệ sĩ qua đời, những bài hát của mình được bao nhiêu? Lèo que có mấy ngàn người coi, có nhiều cái có mấy trăm người coi thôi à. Nó còn thua một người YouTube đi làm nữa à, giỏi lắm là mấy chục ngàn người coi à. Nhờ cái tiếng tăm của cố nghệ sĩ và con gái của cố nghệ sĩ, những cái MV mới đạt được triệu view. Và những MV bây giờ được lên làm YouTube bao nhiêu năm trời, có mấy chục ngàn người, mà trong khi đó quay có mấy ngày
ngày tang lễ của cố nghệ sĩ thì được lấy nút bạc liền. Có lợi phải không anh hai? Bây giờ hết có lợi rồi. Nợ như chú chổm, cho nên bây giờ mới quay ra cái cô bông hậu đó. Nhờ vả cô bông hậu đó về kinh tế. Rồi nghe lời cái cô bông hậu đó tấn công em gái của mình. Một người sống hai mặt như vậy thì có đáng là nghệ sĩ không các bạn? Tôi nghĩ rằng Sở Thông tin Văn hóa hay Thể thao Việt Nam hãy nên coi lại cái danh hiệu mà nghệ sĩ ưu tú này, hay các bạn ở Việt Nam thì có thể vào những cái trang đó để cho người ta quyết định lại. Và những cái cuộc mà làm giám khảo, tôi thấy rằng nếu mà có mặt anh hai bàn thờ này không xứng đáng. Một người nghệ sĩ mà lật mặt cái mà làm cho mọi người phẫn uất nhất á, là nói một câu mà cái tên Phạm Phúc Lùng này cũng dựa vào câu đó thì cũng biếu riếu. Các bạn cũng biết là tên Phạm Phúc này có cái dữ liệu nào mà hắn không dám làm. Hắn sống là nhờ YouTube mà. Có một hắn nói 10, hắn nói 100 nữa. Cái câu mà làm cho người ta phẫn uất nhất là em và anh cũng là con nuôi. Cái câu nói này là câu nói khốn nạn nhất của anh hai, làm cho nhiều người rất là bức xúc. Ngay cả chính bản thân tôi, khi mà tôi phải dùng cái chữ khốn nạn đó, là tại vì sao? Là nói cái ác tâm của anh hai khi mở lên cái cửa miệng của mình, là một nghệ sĩ cũng có cái danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú, nhưng mà anh mở miệng ra thì toàn nói chuyện với người ta là mày tao mày tớ, rồi xong xuôi dùng cái sự mà tàn nhẫn ác tâm đối với lại người em nuôi của mình. Có còn nghĩ tới cái tình 30 năm của người cha nuôi mình không? Không. Không đâu các bạn. Đừng có nói rằng cái chữ anh với em cũng là con nuôi. Không, khác hẳn. Cố nghệ sĩ chưa bao giờ nói anh hai bàn thờ là con nuôi nha. Tôi chỉ nghe cố nghệ sĩ nói khi mà Hữu Quốc nói là con cháu, có chữ cháu đó, con cháu trong nghề. Phải không các bạn? Các bạn còn nhớ cái điểm đó không? Để chúng ta nghe lại thử có phải không các bạn? Nè nghe. Đi lẻo đẻo sau lưng thôi. À, đó, con thích hát lắm. Đó. Thì hát cũng giống cố nghệ sĩ thiệt. Nhưng mà bây giờ có một người nữa hát còn giống hơn nữa. Đó là cháu Trọng Nhân. Từ cái e hát, từ cái diễn xuất giống y chang cố nghệ sĩ luôn. Vũ Linh, có nhiều người hỏi Vũ Linh có phải là con không, thì cố nghệ sĩ trả lời như thế nào các bạn nghe nha. Anh hai bàn thờ nghe chưa, không phải là con nuôi. Thí dụ mà cố nghệ sĩ nói ở ngoài mặt ngoài thì cho là con nuôi đi, nhưng mà cố nghệ sĩ như thế này nha, để phân tích cho nó cái câu mà anh hai bàn thờ nói rằng anh và em cũng là con nuôi nha. Cố nghệ sĩ nói là con cháu trong gia đình, trong nghề, nó khác với cái vấn đề là con nuôi. Thí dụ mà cố nghệ sĩ công nhận là con nuôi, cố sĩ nghe nói Vũ Linh là con nuôi của tôi, nhưng không, ông ấy nói rằng con cháu trong nghề. À, còn sao? Tôi chỉ có một, Linh chỉ có một đứa con gái mà thôi. Khi nhắc tới tên Vũ Linh đứng chung với Hồng Loan, thì cố nghệ sĩ sẽ nói có một con gái mà thôi. Như vậy thì biết rõ ràng là Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ đó. Phân tích như vậy được chưa? Đủ để cho anh hai bàn thờ mở mang cái trí tuệ của mình ra và hiểu được cái câu nói của cố nghệ sĩ chưa? Là con cháu trong nghề, Linh chỉ có
một đứa con gái mà thôi. Hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? Khi tất cả mà gáp chung với lại Hồng Loan lại, thì ông ấy chỉ nhận Hồng Loan là con gái mà thôi. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ tấm lòng của ông chưa? Đừng ở đây mà đánh tráo khái niệm. Cũng như cái tên Phạm Phúc Lùng nè, có những cái tiêu đề mà gần đây hắn nói ra là bên Hồng Loan bêm mẹ của anh hai bàn thờ ha. Rồi chị Ni chính thức đòi tiền của BH Media với lại anh hai bàn thờ. Ủa có trả chưa gì? Mà Ni có thật sự đòi chưa gì? Ai là người bêm mẹ nuôi của anh hai bàn thờ? Thật ra cái chuyện bàn thờ á, đã nói rồi, suy ra tới cùng là bên phía anh hai bàn thờ nói Hồng Loan là vô ơn, rồi đem cái chuyện bàn thờ ra nói. Hiểu chưa? Từ đầu đến đuôi là bên phía bên đây không ai nhắc tới cái vụ này chứ á. Ở bên kia từ là má nuôi nè ha, chị dâu nè ha, rồi những cái tên mà ái nam ái nữ gì đó ở bên phía anh hai bàn thờ nhắc, rồi nói lôi ra, nói Hồng Loan vô ơn, nói là anh hai bàn thờ mua cái bàn thờ để kia cho cha này kia nọ, cho nên người ta mới phản biện lại. Người ta chỉ muốn lấy lại cái công đạo, cái công lý, những cái sự thật để cho tất cả khán giả, 90 triệu khán giả và trong và ngoài nước biết mà thôi. Chứ người ta không muốn bêm ai chứ á. Coi lại đi, coi lại má nuôi nói cái gì. Có phải là má nuôi nói rằng là cái bàn thờ này á, nó mua, luôn mua, phải không? Rồi sao nữa? Rồi bên kia nói rằng tất cả những cái gì á, là của anh hai bàn thờ mua không à? Không có chị Bình Tinh trong đó. Cho nên người ta muốn cho tất cả mọi người hiểu rằng Bình Tinh là cái người mua cái trang thờ phía sau. Còn cái bàn thờ chỉ có 9 triệu rưỡi mà thôi. Và bây giờ kê lên 12 triệu nữa chứ. Hồng Loan trả 9 triệu rưỡi lại là đúng rồi. Bây giờ còn nói là 12 triệu. Ơi và tôi nói thiệt với các bạn chứ. Bây giờ cái bàn thờ đó có là 100 triệu hay là 200 triệu, Hồng Loan cũng có thể trả được hết. Không phải là vì có tiền mà trả lợi cho người ta. Hãy cô lại cái cách cho của mình, rồi lại mình đầu lại như vậy. Mình không lên tiếng làm sao lính của mình dám nói như vậy. Cũng giống như là Tạ Mở Thừa, nếu mà không có le le, không có anh hai bàn thờ ra lệnh, thì làm sao Tạ Mở Thừa nó dám nói những câu nói đó, không các bạn ha? Lên trên mạng chửi người này chửi người kia. Còn những người mà ái nam ái nữ ở bên mà cạnh anh hai bàn thờ đó, anh hai bàn thờ thì có cái chiêu mà ai cũng biết hết trơn rồi, là rất đồng cảm với những người phụ nữ lớn tuổi. Nhưng mà những người phục vụ xung quanh thì toàn là nam đẹp trai à. Cho nên nhiều người có thắc mắc những vấn đề mà cái giới tính của anh hai. Khán giả người ta thắc mắc lắm. Tại vì khi mà đi chung xà nẹo với lại bông hậu ở trên ở ngoài đường đó, ví dụ ở trong nhà thì không nói gì, trong nhà chuyện bình thường, nhưng mà ở ngoài đường bàn dân thiên hạ, rồi lên trên sân khấu á, làm những cái trò mà người ta coi nó dung tục lắm, nó phản cảm với ánh mắt của một người nữa, và hơn nữa đã hơn 50 tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa đâu, phải không các bạn ha? Cũng phải biết điều và hiểu về cái đạo lý, và hiểu về cái nhân phẩm, và hiểu về cái cách ứng xử ở ngoài đời thường nữa, đâu phải làm những cái trò thô bỉ như vậy. Các bạn nói rằng Hồng Loan không nên trả tiền lại này kia nọ, không trả không được, nó đòi như vậy mà tại sao không trả được? Cũng giống như là cái cô bông hậu vậy, không trả cái bóp hay không trả này kia nọ, rồi lại thử coi
nó đồi như vậy, nó lên nó chửi sùm, chửi ngày chửi đêm như vậy. Lúc mà các bạn thấy không, ông Hậu lên nó làm như uất ức lắm, khóc than rồi chửi bới người này chửi bới người kia, làm sao mà không trả lại được. Chứ nếu mà không có những thằng nào những cái hành động ấy thì người ta đâu có trả lại làm cái gì. Đó các bạn ha. Còn đằng này á, mua cái bàn thờ có 9 triệu rưỡi thôi à, mà để cho lính của mình á, lên đồi lên nói, nó ngày nó đêm ai chịu cho nổi, không trả làm sao được, không trả nó còn nói dữ nữa, mai là trả rồi mà nó còn nói là vô ơn mà không trả nữa thì nói như thế nào. Thôi ơn nghĩa gì nữa, ơn nghĩa 30 năm người cha của người ta dìu dắt mình còn không nhớ, cứu vật vật trả ơn, cứu người đúng là người trả oán là đây nè. Các bạn hãy nhìn kỹ lại coi, cố nghệ sĩ rất là linh thiêng. Những người đến với cái drama này mà trục lợi trên con gái của ông ấy thì ông trục xuất hết từng người, từng người, từng người một, và ông khai khẩu cho nói hết từng người một, từng người một. Bây giờ bên cạnh của Hồng Loan còn lại là những người mà thật lòng yêu thương không, các bạn thấy không? Từ từ những người mà hai mặt hai mang là bị ổng đưa đĩa chân liền. Chỉ những người mà nếu mà làm trong nghề thì có tâm có tầm thì ông ấy còn để lại, vì cũng là một cái tình, mà cái tình này là tình bất hủ luôn đó. Tôi rất là ngưỡng mộ Ni nè, vợ chồng Linh Tý với Bích Trâm nè, một đường thẳng. Vợ chồng Huy Sang nè, Song Minh, bác sĩ Long, chị Trà Hoa Nữ, Lộc Vườn Cây. Còn những bạn ở trên mạng xã hội thì tôi không có biết nhiều, xem nhiều nhưng mà cũng biết được chút ít. Võ Diệt Bân nè, Trí Cảnh nè, Quyền Bi Lai, Nghi Quỳnh đó. Đại khái mấy bạn này thì cũng một đường thẳng mà đi, cũng giống như mình. Cái drama này không biết chuyện nào mà cho hết đây. Mới được vui được mấy ngày thì sóng ba đào lại nổi dậy nè các bạn. Tôi không biết nó còn cái gì ở bên trong đây nữa không nữa. Hy vọng rằng là tới anh hai bàn thờ là hết rồi ha. Chứ nhiều người cũng mệt mỏi lắm rồi. Tại vì cái trận chiến pháp lý đang diễn ra mà mình chưa kịp á, nói về bên cái cô em họ thì lại có cái những chuyện của anh hai bàn thờ này nữa. Bây giờ bên kia họ đang cười á, còn anh hai bàn thờ thì tôi dám bảo đảm với là tất cả quý vị rằng là sự nghiệp nghề hát của anh hai kể như là bế mạc. Những cái chương trình mà có sẵn rồi thì tôi không nói. Còn trong tương lai là không ai dám mời, không ai dám đi hát. Một người nghệ sĩ không có nhân phẩm, không có nhân cách thì làm sao mà ai mà tin tưởng được nữa, làm sao mà khán giả còn ngưỡng mộ nữa đây. Vì tiền, tưởng rằng là cái cô bông hậu này sẽ giúp đỡ cho mình trong những công việc làm ăn của mình, nhưng mà thật ra họ cũng cái kiểu mà có qua có lại thôi các bạn ơi. Họ lợi dụng lẫn nhau thôi. Cô kia lợi dụng cái danh tiếng của anh này thì lợi dụng cái kinh tế của cô kia, có qua có lại vậy thôi, không thấy mất mặt sao ta. Tôi thấy cô này cũng mấy đứa con á, mà làm những cái trò mà nó hơi lố bịch trên sân khấu với ở ngoài đường đó các bạn. Mấy đứa con của cô ta không biết nghĩ cái gì, nghĩ mẹ mình sao mà tởm quá. Chuyện phải nói rằng anh hai bàn thờ này từ hồi mà lên trên ngôi mộ của cố nghệ sĩ thì đã có nhiều người đã thấy rõ được cái bản chất rồi. Sân si với lại Nguyên Vũ, ganh tị với Ni, cái gì cũng tiền bạc tiền bạc. Bây giờ Bích Trâm nói thẳng luôn cái vụ mà đi ra ngoài resort đó, tiền bạc gì cũng lấy chứ á, bụng xỉn lắm.
rất là keo kiệt luôn. Bây giờ mới chúng ta phải nói một câu thật lòng là trái nhà mới lòi ra mặt chuột phải các bạn ha. Bây giờ ai đúng, ai sai, ai phải, ai quấy, ai thật lòng thì chúng ta đã hiểu rồi chứ. Thấy cái chân nè. Có những người họ sai rất nhiều lần và không có cái sai nào giống cái sai nào, nhưng họ lại không có nhận ra được cái sai của họ và họ cố chấp đạp trên thị phi. Họ nghĩ rằng họ đúng nhưng mà họ đang tự hủy diệt họ mà thôi, phải không các bạn? Cảm ơn quý vị đã cùng với mình chia sẻ nha. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào ạ.